thêm. Ô, quả bông keo. Ôi nhìn đẹp quá à. Đúng liền. Trời ơi, vài bữa có quả bông keo cái mặt tôi ở trong đó. Ủa trời ơi, không biết mọi người có mua không trời. Đéo, đéo. Wow, qua 10 triệu view sẽ nhận ngay được cái cái gì? Cái chảo các bạn ạ. Được của nó đấy. Wow, wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Ui, thấy 4 bộ đồ các bạn ạ. Mọi người thấy 4 bộ đồ mới không? Ủa? Đây, 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 4 bộ đồ đó, trời y thiệt luôn. Wow. Đây, chúng ta có đồ ở đây luôn nè, cái đầu tóc nè. Rồi, 4 bộ các bạn. Đây, cái kính nè. Cái áo nè. Ui, áo có con gấu bông dễ thương quá à. Rồi, đây là cái quần. Còn đây là đôi giày ha. Cái chảo nè. Rồi, của anh... Anh... đây là anh True Lever. Đó, Rematic là đây nè các bạn. Anh True Lever là đây. Rồi nãy mình... chết ba rồi. Rồi nãy mình nói lộn rồi. Ngu thiệt chứ. Không sao, bây giờ nói lại ha. Không! Còn... wow. Áo đen. Cái này là áo... nguyên cái set đồ áo luôn các bạn ạ. Rồi, còn đây là cái quần. Cái kiếm nữa nè, cái kiếm mới. Wow. Rồi, còn đây là anh Binzy. Wow. Đầu tóc, áo màu hồng luôn. Quần hồng luôn. Giày hồng luôn, thêm lựu đạn nữa. Quả lựu đạn. Thêm... quả bông keo. Ôi, nhìn đẹp quá à. Đúng liền. Trời ơi, vài bữa có quả bông keo cái mặt tôi ở trong đó. Ủa trời ơi, không biết mọi người có mua không trời. Đéo, đéo. Ok, tiếp tục anh Suwin. Đầu tóc nè. Cái kính. Áo này cũng đẹp các bạn, áo nhìn xịn sò, có con gấu bông, có con Shiba kế bên kìa các bạn. Thấy con Shiba dễ thương không? Rồi thêm cái quần ha, quần này quần jean các bạn ạ. Rồi đôi giày. Và thêm cái ba lô nữa. Ồ, thật là xịn sò. Tuyệt vời các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu xem sản phẩm các bạn ạ. Let's go. Xem sản phẩm thôi các bạn. Wow. Mình không có khiếu âm nhạc nên mình sẽ xem hình ảnh coi nó đẹp cỡ nào các bạn ạ. Wow. Ô đẹp. Ủa khúc này. Hiện tại có 26% bạn đã đăng ký, 74% bạn còn lại xem video nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho Hetmobile nha. Ôi. Mọi người thấy gì không mọi người? Thấy gì không? Có cái Buja nè, Free Fire, rồi Garden. Ồ. Ui. Sao có thể thiết kế được một cái ngôi nhà mà nó có biển quảng cáo như thế này nhở? Ai mà biết được. Hoành tráng. Quá là hoành tráng các bạn, thật là tuyệt vời. Nghe hết rồi các nha mọi người. Có thể âm thanh. Oh, anh Subin kìa. Mùi đẹp phết các bạn ạ. Ôi là sai quá à. Là bài đề đúng không? Tụi tán trong mỏ dở con này. Wow. Oh. Amizy nè. Bạn em ăn đồ dùng sung, sạ thường mức độ này anh chỉ cần dùng thơ. Nhắm kệ không thể chụp được. Cái màu chủ đạo của anh Binzy là màu hồng quá mọi người. Map nào anh cũng vượt vượt đầu luôn bình tĩnh là lý do. Đẹp quá. Cần dù bọn anh rất căng. Move trong yên lặng đó là cách ăn thắng. Khi bọn anh thêm mỡ
Dĩ nhiên là whole squad nằm trên top rank top. Yeah. Double S is the name. Space speakers, space boy run the game. Free fire. Khi màn hình em chợt sám là anh hát bài see you again. Wow. Khi in the jungle, banner cho từ con phố. Âm thanh luôn là tăng dơ. Making masterpiece from my jumbos. A beat drop club banger. Lên nhanh đâu cần phanh nhờ. Whole squad loaded up on top. Ui. Ôi, trang phục 3D kìa mọi người. Ui. Wow. Bùi da bùi da. Ui. Wow. Africa like this, baby không cần ban. Speakers treo thành gian. VND anh bước lên như là màn. Âm thanh nơi đã không mua bằng vàng. Africa like this, baby không cần ban. Wow. Và đây là một sản phẩm giữa sự kết hợp giữa Free Fire và Speaker. Tiếng Anh tôi hơi bị ngáo một xíu bạn à, tôi chỉ đọc là Speaker thôi. Không biết là đọc đúng hay sai, nhưng mà tôi hy vọng là nó sẽ đọc đúng các bạn ạ. Nhưng mà trong MV này thì về lời nhạc thì mình không nói, mình không bàn sâu, nhưng mà về trang phục sẽ ra mắt, các bạn cũng có thể thấy nè. Đó. Ui. Đây là một cách mà Garena đã vẽ 3D lên một cái bộ trang phục rất đẹp ha mọi người. Đây, thêm một bộ trang phục nữa nè. Đó, trời ơi. Đây nữa nè, đó. Trời ơi, ngầu liền, ngầu lòi liền. Quá đầu luôn. Làm sao để bật lên kia ta. Chắc là mình phải coi bằng máy tính nó mới rõ hơn các bạn ha. Đây, để chất lượng tối đa 1000 nè. Đó. Trời ơi, nhìn ngầu lòi ghê các bạn ạ. Đây. Cái bộ của anh Tuleber nè, mới đẹp nè. Trời ơi. À, nhìn bộ đồ đã quá các bạn ạ. À. Có nên sắm một bộ ra ngoài xài không mọi người? Đúng rồi. Ước gì mình có bộ đồ này hả? Khôn thế quê mình đây. Trời, ước gì mình chụp hình với anh Binzy các bạn ha. Trời ơi. Lúc đó mình sẽ để number one. Đỉnh. Amazing good job á mọi người. Không, cái bộ của anh BG đẹp hơn. Đâu để xem. Để mình xem bộ của anh BG. Ui. Y chang luôn mọi người. Không khác gì hết mọi người. Thật là quái trưởng các bạn. Ôi, cái này có phải là ghép mặt vô không ta? Mà bộ này đẹp quá, không biết bộ này có xâm hình không nữa. Đừng có mà giang hồ nha. Bạn chết cha rồi nha. Mọi người có thích mình chụp hình với anh Binzy không mọi người? Mình sẽ đi tìm anh Binzy xong mình chụp hình mình để number one. Amazing. Và anh Binzy cũng number one. Hay là để Heavy ta? Heavy. Trời, Heavy ạ. Được đó mọi người ạ. Một cái style màu hồng thêm quả bom keo ở phía sau nữa các bạn. Rồi nãy mình đã giới thiệu cho mọi người là sẽ có quả bom keo ở phía sau á mọi người. Quả bom keo nhìn xịn sò quá. Nhìn rất đẹp nha mọi người. Anh đi thi rap Việt nè. Được. Ôi được rồi, rồi biết rồi. Về phần nói chung là mình đánh giá về phần âm nhạc thì mình không có đánh giá gì nhiều. Tại vì về âm nhạc mình thấy mình thấy là mình không có đủ tự tin để mà reaction về âm nhạc thôi. Thường thường reaction về âm nhạc thì có anh Virus nè. Rồi một số những anh mà làm về nhạc thì rất là nhiều ha. Còn về mình thì mình thấy cái nào đẹp mình reaction thôi. Đúng, đúng. Đặc biệt là anh Subin. Rất là đẹp trai. Yeah boy. Và cảnh rất là đẹp luôn. Đó. Ánh mắt của anh Subin nhìn rất là chất chơi cười chơi các bạn. Cái giai điệu của bài nhạc này nó rất là cuốn các bạn ạ, à, rất là cuốn.
có một cái điều gì đó mà làm mình nó cũng bay bổng các bạn ạ. Nếu như mà bật âm thanh to thì có không biết là nó có bay bổng hay không. Ờ, mình có một số những cái loa đang ở phía trên, bữa nào mình cắm âm thanh vào mình bật max volume ở trong cái tòa nhà của mình để xem coi nó có bay bổng như thế nào không thì không biết ha. Rất là đẹp trai. Gì mê đê, gì mê ba, mê trai, gì mê ba. Trời ơi, người ta đẹp trai, người ta khen thôi, làm gì mê. Bốc phét ít thôi. Giống như con gái cũng vậy, người ta đẹp gái thì khen thôi, đẹp trai cũng khen. Đẹp gái thì khen, kêu là dê gái. Còn đẹp trai khen á, kêu là mê đê, tôi hiểu mấy người sao luôn á. Mới đầu vô có một cái tòa nhà là mình thấy thích rồi. Đó, cái tòa nhà đẹp quá, cái nhà này đẹp quá các bạn. Rất đẹp luôn mọi người. Cái này mà decor lên chụp hình hơi bị đỉnh các bạn. Trời ơi đẹp quá. Ay ay cho nhiều giây quay vào đây. Ok, I'm gonna say ra từ đây. Ay ay viên đạn bay chạm bằng tay. No way, anh hoa say dù khi bass pop this hard. Phía muộn chỉ là một. Ok, thì như đó thôi, nói chung là tất cả mọi thứ đều đẹp, nhạc rất hay, rất cuốn. Và đặc biệt là có rất là nhiều trai đẹp ở đây. Và sắp tới thì sẽ có một sự hợp tác giữa Free Fire và Space Speaker. Sẽ là một điều rất là thú vị đến với tất cả mọi người ở đây. Hóng chờ thôi mọi người, hóng chờ thôi.